cản trở ba xe tải chở hàng, khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Hiện tại tình trạng ùn tắc vẫn không thể giải quyết xong, khiến cho tình trạng kẹt xe càng kéo dài hơn. Các bác tài, lưu ý có thể đi được cản. Vào rừng thì mất sóng à? Thảo nào nãy thấy kẹt xe nghi nghi rồi. Đường ấy vào giờ này không thể nào bị kẹt được. Bản tin trong ngày. Hôm nay, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo từ người dân về một thi thể đã thối rữa được cho là của một cô gái, được phát hiện trong khu nghĩa trang xã. Theo khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân tử vong là do một vật dài bằng sắt đánh mạnh nhiều lần vào vùng đầu, gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Tại hiện trường không tìm thấy tư trang của nạn nhân, bước đầu xác nhận đây là vụ án giết người. Kinh thật đấy, xác thối rữa cả da rồi. Đang tìm danh tin nạn nhân. Sao anh không nghe tiếp ạ? Mấy tin này chả biết thật giả ra làm sao. Thi thể nam hay nữ cũng chưa biết mà đưa tin ồ ạt. Điều tra tới nơi tới chốn thì dựng đưa tin. Anh cũng đừng để ý, đi taxi là an toàn nhất đấy. Alo, anh nghe đây. Anh xuống sân bay rồi hả anh? Anh xuống được một lúc rồi. Anh đặt xe chưa? Anh book xe lúc nãy rồi. Thế trên bản đồ là xe gần đến. Em đã bảo là để em lái xe đến rước cho nhanh, khỏi phải chờ đợi mà anh không chịu. Thôi, đường giờ tan tầm kiểu này đông xe, em chạy tới chạy lùi vất lắm. Book taxi công nghệ vừa tiện vừa nhanh, họ lại biết nhiều đường tắt, đi về nhanh hơn. Vâng, nhưng mà chỗ đón xe công nghệ cứ như chợ người ấy, thổ lộ khiếp đi được. Em xót chồng em. Thôi không sao, nghĩ đến sắp được về nhà, chịu đựng một tí vậy. Đồ anh mang về cho em nhiều lắm đấy. Đợt này phải mang đến 2 vali to đùng luôn. Quần áo, mỹ phẩm, túi sách, toàn đồ em cả. Thích thế. Cảm ơn anh yêu. Nhưng có đảm bảo là còn nguyên không đây? Hôm trước thế nào về lại bị mất vài món. Thì cái đấy là xác suất rồi. Lần đấy anh đen, ai đi quốc tế chả dính vài lần. Đợt này anh mua nhiều hơn, trừ hao cho vợ yêu rồi. Âm mà ủa, xe chưa đến à anh? Anh cẩn thận đồ đạc đây. Cái chỗ đón xe là phức tạp lắm đấy. Ừ, hình như xe tới rồi. Anh ơi, ở đây ạ. Anh mang 2 vali về túi gốp để sau giúp em nhé. Vâng ạ, mời anh lên xe. Để tôi mang vali ra sau cho. Anh lên ngay ngủ cho đỡ nóng ạ. Anh lên xe rồi, chắc tầm 30 phút nữa là về đến nhà thôi. Vâng ạ. Tôi xong rồi ạ, mình bắt đầu đi nhanh. Vâng, cảm ơn anh ạ. Anh ơi, có chuyện này nhờ anh một tí ạ. Vâng ạ. Dạo này kinh tế khó khăn quá, mà hãng lại thu phí cao. Anh ủy quyền giúp tôi nhá. Chạy có mấy đồng bạc lẻ mà hãng cứ đe ra thu, chẳng còn lại bao nhiêu. À vâng, không sao ạ. Để em hủy chuyến cho anh. Anh à, cẩn thận đấy. Hủy chuyến rồi người ta chở mình đi đâu, ai mà biết được. Em khéo lo, không sao đâu. Em hủy rồi đấy anh. Vâng, cảm ơn anh nhá. Anh từ đâu bay về đấy ạ? Em từ Pháp về ạ. Anh là từ Pháp về Việt Nam chơi ạ. Nhiều hành lý thế này chắc là mua nhiều quà lắm đây. Không ạ, em đi công tác. Này là quà gửi mang về hộ thôi anh ạ. À thế ạ. Nhưng sách hộ là cũng phải cẩn thận anh nhỉ. Vâng, nhưng cũng toàn của người thân trong nhà nên cũng yên tâm lắm ạ. Bác Tài để ý quá nhờ. Anh cẩn thận đấy. Rồi, anh cúp nhá. Vâng ạ. Anh không mang sữa dây chuyền, em gửi sang đấy sửa về không? Lần trước anh đã quên một lần rồi đấy. Có mang về. Anh mang theo cả người luôn đây này. Anh mà quên nữa chắc em lại giận dỗi cả tháng nữa. Cái dây có chút xíu mà mấy chục nghìn đô, chả hiểu nổi các bà các cô. Anh thì hiểu gì về trang sức với thẩm mỹ đâu. Cái dây đấy trên thế giới không có được mấy chiếc đâu. Vất vả lắm mẹ mới mua được cho em đấy. Vâng, vâng. Anh ơi, tôi mở radio nghe xem tình hình giao thông thế nào nhé. Thấy anh đang nói chuyện với người nhà nên phiền anh ạ. Không sao, không sao. Anh cứ mở đi ạ. Em vẫn nói chuyện được mà. Vâng. Sao thế?
vụ án trên radio mà, không có gì cả đâu. Anh đi hướng khác đấy à? Em thấy đường có vẻ lạ. À vâng, tôi rẽ hướng này đi nhanh hơn. Cầu vượt bị tắc đường rồi. Đường này hơi khó đi một tí, nhưng tầm 30 phút là đến nơi thôi. Giờ cao điểm nên tắc đường ghê lắm, kéo đến khuya mới về tới. Sao anh biết hay thế? Em có nghe radio nói gì đâu. Ôi, ngày nào giờ đi cũng tắc đường cả, không nghe cũng biết. Anh cứ yên tâm, tôi đưa anh về đường này, bảo đảm về nhà còn nhanh hơn đường mặt đấy. Vâng ạ. Đường đấy giờ này không tắc à? Hay thế. Sao em thấy tài xế này lạ thế nhở? Đáng nghi thật đấy. Anh phải cẩn thận. Ừ, anh sẽ để ý. Đường này vắng vẻ, ít ai biết lắm. Anh cứ yên tâm, sẽ về nhà nhanh thôi. Không sao ạ, đường vắng lại càng tốt. Anh cứ thong thả nhé. Vâng. Anh sẽ định vị cho em. Không yên tâm tí nào ấy. Biết thế em đi đón cho rồi. Không sao, cúp máy anh xe cho em nhé. Nhớ đấy. Để thôi anh cúp máy đây. À em này, em pha sẵn nước tắm và bồn cho anh nhá. Anh về sẽ tắm ngay đấy. Dạ. Nhớ xe định vị cho em đấy. Rồi. Yêu em. Yêu anh. Alo, anh nghe đây. Sao anh chưa về đến nữa? Tắc đường nên bác tài đi hướng khác. Đang chạy thì bay bảo là muốn đi vệ sinh nên tấp vào bên đường. Anh đang ở chỗ nào đấy? Sao mất định vị rồi? Anh cũng không biết nữa. Đúng không ông quạnh? Anh đang chợp mắt tí, mở mắt ra thì thấy đang ở đây rồi. Chắc bác tài đi ra bụi tre giải quyết rồi. Để anh đi xem thế nào. Người ta đi vệ sinh. Và anh xem cái gì? Ngồi yên đấy đi anh. Phải nhanh nhanh còn về với vợ yêu chứ. Lại thấy chẳng mất gì.
trước đó nữa thì có đưa tin là cũng tìm thấy một cái xác gần nghĩa địa. Ban đầu tưởng là phụ nữ, hóa ra lại là đàn ông. Nó lại bị đập thẳng vào đầu đến chết. Sợ thật anh nhỏ. Sợ thật. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tích cực điều tra để tìm ra hung khí gây án. Anh đi đường khác à? Vâng, giờ cao điểm đường nội thành kẹt lắm anh ạ. Em chạy đường ngoài chỉ xa hơn 2 cây thôi mà đường vắng vẻ, chạy thoải mái anh ạ. Anh yên tâm, em không tính thêm đâu. Vâng, đường nào tiện cho anh thì cứ đi ạ. Anh cúp nhá, em pha nước vào bồn tắm cho anh nhá, về rồi anh tắm luôn. Giữ vào dấu vết trên cơ thể nạn nhân. Suy đoán hung khí có thể là gạch đánh bột. Gì đây? Em nằm lướt tin tức rồi chuẩn bị đi ngủ thôi. Cũng gần nửa đêm rồi gì. Mà chiều mai anh về kịp không? Bác Dương bảo xe nhà bác ấy ăn tối đấy. Mai chắc tầm 4 giờ anh về đến công ty. Giao xe trong khoảng 5 giờ anh về đến. Trễ thế quá. Thế về rồi đi sang nhà bác Dương ngay có được không? Hay anh ở nhà nghỉ đi. Em sang một mình với mẹ cũng được. Thôi không sao. Lát ra đến quốc lộ có trạm nghỉ, anh ngủ một giấc là được mà. Có mệt gì đâu. Vâng. Vậy mai em chờ anh về rồi đi nhá. Ừ, anh cố về sớm để còn tắm rửa. Về mà sang ngay nhà bác Dương thì cũng mà cả nhà bác ấy nổn hết mất rồi. Lại tắt đường rồi. Giờ này kẹt xe đây nhỉ? Sao thế anh? Phía trước kẹt xe rồi, để anh rẽ chạy vòng đường rừng đây. Kẹt thế này cũng nửa đêm mới đến mất. Chạy ở đường rừng có nhanh hơn không anh? Đường vòng qua rừng nên xa hơn với lại nhiều khúc cua hơn. Ban ngày tránh kẹt xe thì chạy đường này, chứ đi đêm thì hơi nguy hiểm vì đường này nó ít đèn. Thế anh chạy từ từ thôi, chú ý vào. Mà cố thêm ít nữa một con xe bán tải chạy chở hàng trong thành phố thôi. Mỗi lần anh chạy đêm như này á, em lo đến nỗi không ngủ được luôn ý. Yên tâm đi, kinh nghiệm lái xe bao năm, mấy cái đường này á, anh thuộc như lòng bàn tay. Đi đường này thì khi nào mới tới trạm nghỉ? Phải xa hơn 30 phút đấy. Anh bắt đầu vào đoạn đường rừng rồi. Này, em tắt máy tí nhá, đi rửa chén đây. Không thôi tí mẹ lại mắng. Nhanh đi, không lại em mắng. Gì đây ông? Đang làm gì đấy? Đang kiếm cơm nên làm gì? Nay chạy đêm à? Đúng rồi, sao đây anh? Định rủ sang làm vài chén, mà đi rồi thì thôi. Nay chạy hàng gì thế? Chạy hàng nhựa, mấy cái kệ, ghế, thau rổ nhựa đủ cả. Đỉnh ca lên kịch. Mà gặp ngay cái thằng Tân, nó xếp hàng cho em. Cái thằng nó xếp kiểu gì mà lồn nga lồn ngồn, nhìn phát chán. Em bảo nó là mày làm ăn cho chỉn chu vào. Nó lại còn bảo em là muốn chỉn chu thì tự đi mà làm. Thằng đấy ỷ em họ ông chủ nên thế. Nó toàn làm cho có thôi, không có kỹ tính. Để nó làm á, thà tự làm cho nhanh. Cabin mới mà nó quăng hàng vào đùng đùng, em thấy mà sót con xe. Chiếc nào ấy nhỉ? Cái chiếc ông chủ mới mua cũ của người ta, rồi tân trang lại đi anh. Cái chiếc màu trắng ấy, bảo mua cũ nhưng mà em thấy mới tinh. Cái chiếc trắng mốt đấy hả? Chiếc 714 phải không? Con đấy chạy mượt mà, nhưng nghe bảo mấy hôm bị hỏng phanh, thế đã sửa rồi à? Vâng, chiếc đấy đi anh, mới sửa xong sáng nay. Bây giờ phanh ngon rồi, chạy mướt mượt luôn. Ừ, thế thôi chạy đi. Hôm nào nghỉ thì qua anh làm vài chén nhá. Vâng, thế nhanh nhá. Rửa gì lâu thế? Có mấy cái bát thôi. Nhưng mà cô Liên sang nhà chơi với mẹ nên là em ra chào rồi nói chuyện tí mà. Ra đến quốc lộ chưa anh? Chưa, mới khúc cua số 4 thôi, còn 2 khúc cua nữa. Mà ngày mai lúc về anh ghé qua chợ mua ít hoa quả sẵn rồi mình sang nhà bác Dương nhá. Thôi, mua con vịt nướng với thùng bia là được rồi, trái cây làm gì? Lại nhậu. Mai thứ 6, chơi tới luôn rồi thứ 7 tha hồ ngủ. Thế thứ 2 anh mới phải chạy chuyến tiếp theo. Đường này tối quá,
sao không gắn thêm đèn đường nhỉ? Sống yếu à? Tai nạn à anh? Ừ, ba xe tải đâm nhau, kinh thật. Ủa? Sao thế anh? Có nhóm người đang đứng trong rừng. Làm gì thế nhỉ? Cắm trại à? Chắc là chán thành phố nào quá mà bây giờ người ta thích kiểu dựng lều vào rừng ngủ lắm. Chả hiểu nổi mấy ông bà vào rừng cắm trại. Ở nhà mà mở điều hòa, chăn đấm đệm êm thì cũng thích. Lại cứ thích hành xác cơ. Vào đấy cho muỗi đốt lại còn rắn rết. Anh buồn cười nhờ, sở thích của người ta mà. Đợi tí nhớ mẹ gọi em. Ừ, khiếp, 11 rưỡi đêm rồi. Nghe xem mẹ có chuyện gì không mà gọi khuya đấy. Alo. Mẹ gọi gì đấy? Mẹ nhờ gửi hình du lịch của cả nhà mình cho cô Liên xem. Lại khoe khoang cái gì? Hả? Lại có đám nào như đám ban nãy? Đêm hôm mà rừng làm gì cũng vậy. Đứng chơ chơ nhìn gì trên trời nhỉ? Nay phải dám đâu? Làm sao à? Uầy, dạo này lắm người rảnh rỗi quá cơ. Cái đài này. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giữa ba xe tải được cho là do chiếc xe tải màu trắng mang biển số 77F007 phóng quá tốc độ từ đường nhánh nhập vào đường lớn, đâm vào hai xe tải khác đang lưu thông ngược chiều. Sao thế anh? Lại có nhóm cắm trại này hay là trong rừng hôm nay có gì nên người ta tập trung ở đây nhỉ? Sao lạnh thế nhỉ? Cái khúc cua này chắc là khúc cua số 5 nhỉ? Nguyên nhân xảy ra tai nạn giữa ba xe tải được cho là do chiếc xe tải màu trắng mang biển số 77F007 phóng quá tốc độ từ đường nhánh nhập vào đường lớn, đâm vào hai xe tải khác đang lưu thông ngược chiều. Sao thế anh? Lại có nhóm cắm trại này hay là trong rừng hôm nay có gì nên người ta tập trung ở đây nhỉ? Sao lạnh thế nhỉ? Cái khúc cua này chắc là khúc cua số 5 nhỉ? Lúc nãy anh mải nhìn đám người đấy mà không để ý là khúc cua số mấy này. Khúc cua số 5. Anh mới bảo em là vừa vào khúc cua số 4 xong thì giờ là khúc cua số 5 chứ sao? Mà anh lạnh thì mặc thêm áo vào, tăng nhiệt độ trong xe lên đi. Không sao, lạnh tí thôi. Đàn ông mà mấy cái này nhằm nhò gì? Mấy khúc cua này sao lại giống nhau thế nhỉ? Bình thường anh có thấy nó giống thế đâu. Cả mấy người đi cắm trại lúc nãy nữa. Lạ thế nhỉ? Lạ thế nào? Cảm giác nó cứ lặp đi lặp lại. Anh có hoa mắt không? Nhiều khi đi trong rừng ánh sáng chập choạng anh nhìn nhầm ý. Mà anh tăng nhiệt độ trong xe lên đi. Cẩn thận khéo ốm đấy. Tự nhiên cái đám người nó nhìn theo anh. Anh thấy không ổn. Còn nhanh nhanh ra quốc lộ mới được. Ớn lạnh, đâu gì ý. Sao sóng yếu thế nhỉ? Có xe chạy qua thì người ta nhìn theo thôi. Anh sợ à? Không, thấy lạ thôi. Nhỡ cướp thì sao? Cú va chạm cực mạnh làm phần đầu xe tải mang biển số 77F007 biến dạng, khiến tài xế. Thôi, nói 10 phút nữa cho chặn đến 12 giờ em đi ngủ. Anh ra đến đường lớn thì em ngủ là vừa. Ơ, nhưng sao đồng hồ xe đang là 11 giờ nhỉ? Biển số xe nghe quen thế. Anh nói gì cơ? Đợi tí, để anh nghe cái đã. Lại mất sóng nữa. Chạy từ đường chính ra hướng quốc lộ. Hàng hóa bao gồm ghế, thao nhựa, rổ nhựa các loại bị rơi ra đường chính, bị hư hại nặng, gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Bọn người lúc nãy, chúng nó đuổi theo anh. Anh nói gì thế? Sao mọi người có thể đuổi kịp xe được? Anh không biết. Họ chạy theo sát lắm rồi. Họ không có khuôn mặt. Cái quỷ gì thế? Anh ơi, anh sao thế? Anh phải nhanh nhanh ra khỏi chỗ này. Anh nói gì vậy? Anh bình tĩnh xem nào. Anh phải nhanh hơn nữa. Chúng bắt kịp anh mất. Anh ơi, chạy từ từ thôi. Qua rồi, sắp thoát rồi. Anh thấy khúc cua số 6 rồi. Ra đường lớn rồi. Tài xế chiếc xe mang biển số 77F0071 được xác định tên Nguyễn Hải tử vong tại chỗ. Phía cảnh sát đang cố gắng liên lạc với người thân.